Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettop Black. Như vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì Xiaomi Mi Band 6 nó cũng đã có hàng chính hãng tại Việt Nam với chế độ bảo hành siêu ưu đãi, và đặc biệt là nó đã xử lý xong xuôi tất cả những nhược điểm có trên bản nội địa. Thông thường chúng ta sẽ có một cái lo lắng, đó là hàng chính hãng nó sẽ bị đội giá cao hơn nhiều so với hàng xách tay, nhưng với Mi Band 6 thì không các bạn nha, bởi vì Mi Band 6 chính hãng nó sẽ cao hơn Mi Band 6 nội địa chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau review ngay em Mi Band 6 hàng chính hãng này. Với phiên bản bộ nhớ 8128 thì Mi Band 6 hàng chính hãng đang có giá là 8,6 triệu, tức là đắt hơn hàng nội địa vỏn vẹn 1 triệu đồng. Và đây là mức giá chỉ có tại Viettop Black các bạn nha. Cho nên là nếu các bạn đang quan tâm em này, đường link sản phẩm mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận, các bạn nhớ bấm vào để tham khảo nha. Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra đó là với mức giá chênh lệch 1 triệu đồng thì Mi Band 6 hàng chính hãng nó sẽ có khác biệt gì so với hàng nội địa? Câu trả lời là sẽ có rất nhiều khác biệt các bạn nha. Đầu tiên, khi mua hàng chính hãng chắc chắn chúng ta sẽ có được những chính sách hỗ trợ tốt nhất, các vấn đề về phần mềm nó sẽ ít hơn, bảo hành chính hãng vô cùng tận tình. Cụ thể là Mi Band 6 hàng chính hãng các bạn sẽ được bảo hành chính hãng trên toàn quốc với thời gian là 18 tháng. Và quan trọng hơn nữa, Mi Band 6 hàng nội địa nó đang có hai nhược điểm lớn, đó là bị chậm thông báo và tối ưu chưa tốt ứng dụng. Nhưng mà nếu các bạn lựa chọn hàng chính hãng, nó sẽ xử lý được cả hai nhược điểm này. Với dòng Xiaomi Mi Band 6 hàng nội địa, các bạn sẽ gặp một vấn đề, đó là các ứng dụng như là Facebook hoặc là Messenger thỉnh thoảng nó sẽ bị gặp lỗi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn gặp vấn đề, đó là rất hay bị trễ thông báo, thậm chí là không có thông báo luôn, rất là khó chịu. Và trên phiên bản quốc tế chính hãng, nó đã khắc phục được cả hai lỗi này rồi các bạn ơi, trải nghiệm nó tốt hơn rất là nhiều, các ứng dụng hoạt động hoàn toàn mượt mà ổn định. Những cái lỗi như là bị đơ, bị giật lắc, bị khựng ứng dụng trên phiên bản hàng xách tay nó đã không còn xảy ra trên phiên bản quốc tế nữa rồi. Và tình trạng chậm thông báo cũng không còn luôn nha, thông báo tới rất là nhanh, báo là có, đùng là trùng các bạn ạ. Rồi, ngoài hai điểm đó ra thì những cái còn lại như là về cấu hình, ngoại hình, thông số thì bản chính hãng nó đều sẽ tương tự như bản nội địa. Những cái nào ngon thì nó vẫn sẽ tiếp tục ngon, còn những cái nào mà dở thì nó vẫn sẽ tiếp tục dở. Thiết kế thì khỏi phải bàn cái nữa rồi, viền máy vuông vức, chất liệu kim loại mang lại vẻ đẹp sang trọng, cảm giác cầm nắm cho em này rất là đầm tay, gọn gàng và cứng cáp. Ngoài ra các bạn còn có thể gắn thêm bàn phím rời ở phía bên cạnh trái, gõ phím làm việc như trên laptop luôn. Màn hình cũng là một điểm mà mình rất thích trên Mi Band 6, khi mà nó được trang bị màn hình 11 inch, độ phân giải lên tới 2.8K. Điểm trừ là tấm nền mà con này sử dụng nó chỉ là IPS LCD, màu sắc hay độ tương phản thì nó sẽ không thể nào bằng các tấm nền AMOLED được. Tuy nhiên, tấm nền IPS LCD này nó đã được tinh chỉnh lại, cho nên là khi xem phim màu sắc vẫn khá là rực rỡ. Và em này còn có tần số quét lên tới 144Hz, trải nghiệm vuốt lướt, làm việc, chơi game nó mượt thâu rồi luôn. Ngoài ra, Mi Band 6 còn có dàn loa Dolby Atmos, đảm bảo các bạn giải trí chơi game cực kỳ tuyệt vời với dàn loa này. Rồi, ok, về cấu hình thì nó sẽ sử dụng con chip đó là Snap 870 5G với số điểm AnTuTu là hơn 700.000 điểm, chơi các game nhẹ nhàng như là Liên Quân hay là PUBG Mobile bật max setting 60fps cực kỳ mượt mà luôn nha. Trong quá trình chơi game nó sẽ không xảy ra hiện tượng bị giật lag nào cả. Snap 870 5G mà lại chơi Liên Quân thì nó quá là xúc phạm rồi, cho nên chúng ta sẽ phải trải nghiệm với những tựa game nặng hơn như là Genshin Impact. Trải nghiệm Genshin Impact max setting đồ họa cao 60fps thì con này vẫn có thể làm được khá là tốt, FPS nó vẫn duy trì tầm khoảng từ 55. Nói tới hiệu năng là phải nói tới pin. Pin con này là 8840mAh, các bạn dùng trong một ngày cực kỳ thoải mái với tầm 8 tiếng on screen liên tục với các tác vụ cơ bản, còn kết hợp chơi game thì sẽ giảm xuống còn lại tầm 6-7 tiếng. Sạc nhanh 33W đó cũng không phải là một con số quá cao. Với viên pin lớn như thế này, các bạn sẽ phải mất tầm 2 tiếng để sạc đầy từ 0 lên tới 100%. Yếu tố cuối cùng mà mình muốn nói trên Xiaomi Mi Band 6 phiên bản quốc tế chính hãng đó là về giao diện MIUI Pad 14. Nó thực sự đã cải thiện vấn đề trễ thông báo trên những con máy xách tay. Nhưng MIUI Pad 14 nó vẫn có nhiều lúc chưa thực sự ổn định, đa nhiệm vẫn chưa phải là quá tốt. Nói tóm lại, nếu như chị phải bỏ ra thêm 1 triệu để được bảo hành chính hãng lên tới 18 tháng, vừa được tối ưu tốt hơn, vừa xử lý được tình trạng chậm thông báo, thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn bản chính hãng. Và các bạn thì sao? Các bạn sẽ lựa chọn hàng nội địa hay là hàng chính hãng? Các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.